Hôm nay là gà hạt miến nha cả nhà. Bỏ gà vô nha. Xong xong mình lót mía nè. Chê nước mía vậy. Những miếng bột ngọt nha. Bỏ bột ngọt chứ đừng quên bỏ bột giặt vô đi. Dạ thêm miếng muối. Quả ớt đây ớt vậy. Vô để cho được cái tanh. Quả thêm ít lá chanh vô thêm cho nó thơm. Đây, gà hấp nghe đó hoàn thành nha. Đây là ốc phát nha, ta kêu ốc bưu vàng á, nên cái cơm mẻ. Đây là cái chòi nha, giờ mình về mình sửa soạn lại đang để mình làm tiếp. Mình quay cảnh nha, cả nhà. Ở đây chỗ này là lý tưởng luôn á, có 2 kỳ 3 kỳ rồi. Kêu cậu bãi mà, ổng không có nhà. Đây là nước chấm thần thánh của lò nướng Quốc Quyền nha. Đây có bỏ thì mấy lá chanh vô. Sát quá, trong ngồi ta cũng ngồi xa. Không, tôi khoái vậy không ơi. Cái gì đâu mà tôi uống một vài cái tôi nghỉ nha. Dành hát chữ lắm mà gì khen tiếng. Vậy đủ mẹ có một bản một rồi nhậu từ. Trời mưa bữa hổm ngập tới trời mưa. Mời cái vàng hát nha. Con ốc này mày biết cái cục nó ở đâu không? Ốc đắng à, ốc đắng quê nhà. Nè, cục nè. Mày làm như tao không biết. Mày nghĩ tao như tuổi tập. Đó, cục mày lớn như này. Dạ. Cứt để anh đậu. Đụng con gà này thiếu tao ăn. Gà này gà dai. Đụng mày không chịu cái đuôi cho nhỏ quê. Chưa ăn cái cho ba cho đi. Ừ. Đụng mấy về để mà tụi nghiệp nó mày ơi. Ừ. Chào cả nhà nha. Cái trống nhiều không? Đụng mới hồi nãy bữa nó chết con trống bụng kẹt đẹp. Này là cơm mẻ nha. Không có cơm. Này sáng qua mà không thấy, mấy rõ. Trong đèn nó cơm mẻ này ăn thịt bò luộc thôi. Nhức nạch. Mắm bò không đổi. Mày ăn không đi riêng.